Trong clip này chúng ta tìm hiểu về cơ sở của một không gian. Ở đây tôi chỉ nói về không gian hữu hạn nhé, hữu hạn chiều. Cơ sở không gian hữu hạn chiều. Trong không gian V, hàm phép toán cộng và nhân trên R cho họ vector được sắp có nghĩa là nếu mà chúng ta đổi thứ tự của các vector trong trong họ này thì chúng ta sẽ được một họ mới B. Các vector U1, U2, vân vân, U, N. Thế thì ta nói B là một cơ sở của không gian V. Nếu như mà B độc lập tuyến tính và B sinh ra V, độc lập tuyến tính và sinh ra V. Ta lấy ví dụ như trong R2 chúng ta xét cái họ B gồm các vector là E1 một không, E2 bằng không một. Như vậy thì ta có ma trận A lập bằng vector E1, E2. Hàng thứ một là E1, hàng thứ hai là E2. Nó sẽ có dạng là 1, 0, 0, 1 ở ngay dạng bậc thang. Và chính vì vậy, chúng ta suy ra hạng của B nó chính là hạng của A và bằng 2 bằng với số vector của B. Điều đó chứng tỏ là B độc lập tuyến tính. Tức là thỏa cái điều thứ nhất là đây là một họ độc lập tuyến tính trong không gian đang xét. Bây giờ ta kiểm tra xem B có sinh ra V hay không. Đó là hai tập hợp bằng nhau. Thì thứ nhất ta có không gian sinh bởi B hiển nhiên là một không gian con của R2, bởi vì B nó là một họ con của R2, họ vector con R2. Đây, để ta muốn chứng minh điều ngược lại thì ta phải lấy mọi phần tử x bằng x1, x2 ở trong R2. Chúng ta phải chứng minh là phần tử này phải thuộc không gian sinh bởi B. Thì ta biết rồi là muốn để x thuộc không gian sinh bởi B thì chúng ta chỉ cần chứng minh là x là một tổ hợp tuyến tính của các vector trong B. Thế thì ta có rõ ràng là x bằng x1, x2. Thì ta có thể viết thành x1, 1, 0 cộng với x2, 0, 1. Bởi vì khi mà chúng ta nhân ngược trở lại thì ta sẽ có kết quả là gì? X1, 0 cộng với 0, x2. Thì rõ ràng nó trở lại là x1, x2. Nhưng mà cái 1 0 và 0 1 này nó chính là e, là nó x1 e1, x2 e2. Viết như vậy thì đó chứng tỏ là x là một tổ hợp tuyến tính của
E1, E2. Hay là X là một tổ tương ứng của B. Điều đó cũng có nghĩa là X thuộc không gian sinh bởi B. Vậy là với mà X thuộc R2, X là một phần tử của không gian sinh bởi B. Điều đó từ hai điều này, AB này, chúng ta suy ra là B sinh ra R2. Đây điều số 2. Từ 1 và 2 chúng ta suy ra B là một cơ sở của R2. Đúng tôi lấy một ví dụ khác. Trong R3 cho không gian con V bằng những phần tử x1, x2, x3 trong R3 mà thỏa điều kiện là x1 cộng 2x2 cộng 3x3 bằng 0. Yêu cầu là tìm một cơ sở của V. Với bài toán này thì chúng ta sẽ làm như sau. À, người ta cho sẵn không gian con, chúng ta không cần phải chứng minh. Điều thứ nhất là chúng ta phải cố gắng chỉ ra một cái tập độc lập tuyến tính và sinh ra V kép. Vậy thì ta để ý là cái ràng buộc này nó chính là một hệ thuần nhất. Hệ thuần nhất thì chúng ta sẽ có được cái hệ nghiệm cơ bản. Như vậy chúng ta sẽ lấy hệ nghiệm cơ bản của hệ thuần nhất này và chứng minh nó là một cơ sở của không gian V kép. Vậy ta thấy ngay là với mọi phần tử x bằng x1, x2, x3 nằm trong V kép thì ta phải có là phần tử này phải thỏa điều kiện này. Tức là x1 cộng 2x2 cộng 3x3 bằng 0. Hay nói cách khác là chúng ta viết lại là x1 sẽ bằng trừ 2x2 trừ 3x3 với x2, x3 tùy ý. Như vậy là phần tử x của chúng ta sẽ có dạng là trừ 2x2 trừ 3x3, x2, x3, trong đó x2, x3 tùy ý. Ta chỉ thấy x1 vào đây thôi. Chúng ta sẽ có cái dạng này. Thì ta biết là muốn tìm phần tử trung hòa, muốn tìm hệ nghiệm cơ bản thì ta cần cho x2 bằng 1, x3 bằng 0 và ta cho x2 bằng 0, x3 bằng 1 thì ta sẽ có được hệ nghiệm cơ bản. Vậy trong trường hợp này thì khi cho x2 bằng 1, x3 bằng 0 thì ta sẽ tính được x1 bằng trừ 2. Cho x3 bằng 1, x2 bằng 0 thì ta sẽ tính x1 bằng trừ 3. Nhìn lại thấy ngay là x sẽ bằng x2 của cái phần tử này chúng ta đặt là U1 cộng với x3 của phần tử này chúng ta sẽ đặt là U2. Như vậy, điều này chứng tỏ là V kép được sinh bởi U1, U2. Đúng không ạ? V kép được sinh bởi U1, U2.
Hiển nhiên là U1, U2 là những cái phần tử thỏa cái điều kiện nhận ra V kép, tức là nằm trong V kép, bởi vì trừ 2 này cộng với 2 nhân với 1 này, cộng với 0 bằng 0, tương tự như vậy. Nên V kép được sinh bởi U1, U2. Rồi chúng ta chỉ cần chứng tỏ là cái nhóm vector U1, U2 này độc lập tương tính nữa là xong. Thì rõ ràng là cái ma trận U1, U2 thì bằng trừ 2, 1, 0, trừ 3, 0, 1. Thằng này rõ ràng là nó có hạng là 2. Lý do là đây cũng giống như là hình ảnh bậc thang này, ta biến đổi thì cách nào cũng được, hay là đây nói cách khác là có hai vector mà các thành phần nó không tỉ lệ thì nó sẽ độc lập tương tính với nhau. Như vậy ta thấy ngay là hạng, tức là suy ra hạng của U1, U2 rõ ràng là bằng 2. Trên suy ra U1, U2 độc lập tương tính. Vậy từ 1 và 2, U1, U2 sinh ra V kép, U1, U2 độc lập tương tính, vậy sinh ra U1, U2 chính là một cơ sở. V kép. Vậy từ ví dụ này chúng ta nhớ kết quả, nhưng mà chúng ta vẫn phải chứng minh. Đó là nếu V kép là không gian con các nghiệm của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất AX bằng 0. Và V kép không phải là không gian con tầm thường thì V kép có một cơ sở là hệ nghiệm cơ bản của hệ AX bằng 0. Thì bài vừa rồi chúng ta đã lấy cái hệ nghiệm cơ bản của cái hệ x1 cộng với 2x2 cộng với 3x3 bằng 0. Và chúng ta tìm cái hệ nghiệm cơ bản đó và chúng ta chứng minh nó chính là một cơ sở cần tìm. Đáng nhớ kết quả này.